bơi ngoài đường. Mình đang bơi ở trên trời vậy đó. À, mình không phải là người thường đâu, mình là chắc là thần tiên ở đâu rồi. Đã quay trở lại với VV Channel. Đó thì hôm nay á, hiện tại bà V đang ở tại khách sạn Golden Bay nha mọi người. Cái khách sạn này là giác vàng luôn, nên hôm nay V quyết định sẽ thực hiện thử thách là 24 giờ trong khách sạn. Trời ơi, hôm nay bà V chơi sang ở khách sạn 5 sao luôn quá chịu. Yeah, trời. Thôi đi vô coi thử review dọc coi trong đây có cái gì. Hôm nay nhiều đồ còn vàng lắm anh. Ủa nhưng mà có cái gì được không Vi? Nghĩ sao vậy, người ta bắt cái bà nội. Ôi, mới vô thấy nguyên một cái bình giác vàng luôn anh. Ôi, điêu khắc chạm khắc giữ vàng chim én ha. Ê, phải chứ cái bình này nó cho mình mượn đem về nhà, mình khoe cho lão hết da coi, chân ở trên cái bàn cũng đẹp lắm chứ bộ. Anh gan em giác về đi rồi biết số phận. Trời ơi. Đây người ta không có ghi là cái bình này tên gì ha. Trời ơi, bà B mới ra là có fan xin chụp hình cho mày. Quá trời rồi. Rồi, vô luôn chị ơi. Chị V là fan ngọc trời. Dạ, đúng rồi. Chút xíu dễ thương ghê bà nội ơi. Anh khoái chị à? Bạn hướng dẫn cũng giác vàng nè bà nội ơi. Trời đất ơi trời. Trời ơi các bạn hướng dẫn cũng giác vàng. Cỏ cái chân cũng giác vàng. Thấy ghê không? Bà nội coi nè. Trời ơi cái khu thang máy nhìn bao sang chảnh luôn. Ủa thang máy giác vàng liền. Ê ê đâu vậy rồi? Mình làm mới đúng chứ. Trên đây là gọi là cái đèn ngủ. Hả? À cái đèn này là đèn phun gió thấy không? Của mấy cái ống rồi à. Đó, mỗi lần mà có gió lùa vô cái mấy cái ống này nó kêu hấp dẫn lắm. Hấp dẫn hơn à. Ơi ơi trong đây mình phải sang chảnh lên nhà bà V. Sang chảnh là mình phải đeo mắt kính vô nè. Đó, vậy nó mới sang chứ. Mọi người thấy sang không? Sang. Sang. Hình như ở đây là một không gian khác hả anh? Không gian gì? Ủa bên đây em thấy rất là nhiều hình ảnh luôn. Ủa cái này các bạn vàng không ta? Ủa vàng nó nặng lắm sao treo lên nổi bự. Thôi đi qua đây nè, đi qua đây nè. Có bên đây có đồ đẹp đẹp lạ lắm nè. Lâu. Bà V hãy xem trước mặt bà V. Coi cái gì đây. Ôi trời. Nguyên một cái combo vàng luôn. Trời cái này là cái bụng tháp bằng vàng đó mọi người. Đúng rồi. Trời ơi trời ơi, có cái cầu tiêu à. Trời đất ơi. Ủa vậy ngồi vậy hả bà nội? Đúng rồi ngồi vậy nó mát. Sao mát được. Trời ơi nó là kim loại mà ngồi lên nó lạnh lắm. Ồ. Trời ơi coi cái vòi sen kìa V. Tắm. Ê bên đây nè. Trời ơi lần đầu tiên thấy có cái bụng. Ôi trời, chói quá. Ở trong đây vàng nhiều chói quá, tôi phải đeo kiếng đèn cho nó bớt chói nha anh em. Không cảm nha anh em. Ở đây là cái hả bồ mình có tay nè mọi người bằng vàng luôn nha. Ở đây vàng thử coi có nước không. Không có nước bà nói anh ta chân bà nói ơi. Đây cái dĩa nè anh, cái dĩa đựng nèo vàng. Trời ơi cái bồ cầu lạ quá. Vô đây ngồi thử coi nó mát không. Ủa sao tự nhiên mới coi đây cái bà V mới đi đâu mất tiêu rồi ta. Trời ơi làm gì nước đi bà. Trời ơi em mới phát hiện cái này bự là bự luôn anh. Đó là đây là người ta nói là vàng chỉ ung thư nha. Vậy không? Trời ơi vậy có nghĩa là mình bị ung thư mình phải nuốt vàng nhiều vô hả? Trời ơi ăn vô sợ lên ký lắm tại vì vàng nó nặng lắm. Nói giỡn chứ mọi người đừng ăn vàng nha mọi người. Chắc chắn mà nói ơi. Đó nói chung là cái này hả kiểu là báo thanh niên lên luôn nha mọi người, đó là giác vàng. Ôi tại vì em thấy á hình như là có nhiều chỗ nha là nó bán kem nè, bán thịt bò mà giác miếng vàng luôn á anh. Chứ giờ không nguy hiểm gì, giờ lỡ tôi bị ung thư thì sao? À, nếu anh bị ung thư hả thì anh gái anh ăn hết cái bồn cầu đó luôn là gì? Ăn hết cái bồn cầu vàng này. 3 hours later. Wow, thì hiện tại á là 12 giờ trưa nha mọi người. Thì bà V quyết định á là hả sẽ vào nhà hàng của khách sạn 5 sao này để ăn thử một cái món nào đó. Chứ hôm nay là thử thách 24 giờ ở trong đây mà không ăn ở trong đây không lẽ đi ra ngoài ăn. Trời ơi. Ở đây là tầng 3 của khách sạn nha, rất là đẹp luôn. Giới thiệu sơ sơ và đây mọi người trang trí rất là xinh luôn. Ủa cái này là gì á? À hình như mấy cái này là gì thuốc bắc hả Bi? Ôi cái này là bắp thiệt luôn nè, nhưng mà nó khô quéo rồi bà nội ơi. Cái bắp khô nữa ơi. Cái trái ớt khô đó nè anh ơi. Có trái khỉ khô không? Có trái khỉ khô không? Quá
À, trời ơi, khỉ khô là con khỉ khô là mới chết khô chứ đâu có cái trái đó đâu. Yeah. Ủa này giống cái chum đèn quá anh. Cái đèn đó hả? Ủa cái này là cái gì vậy? Cái đèn. Hả? Ủa cái này là trứng chiên hai mặt mà. Ủa vậy hả? À, còn bên đây là bánh mì rất là nhiều với mọi người, nhưng mà bánh mì thiệt hay giả ta? Ý thiệt anh ơi. Thôi thôi thôi, đi lại bàn gọi món đi, mình đi đâm ban, mình đi vòng vòng hoài rồi. Đi. Đẹp. Anh thấy bên đây đẹp nè. Wow. Biết sao không? Bà B ngồi đây nè. Bà B nhìn ra đây là view biển luôn. Ủa mình ngồi đây á, mình ngắm cái cây cầu đó luôn á anh. À, hình như cây cầu á tên là cây cầu Thuận Phước. Thuận Phước hả bà nội? Không biết phải không? Ủa cây cầu là cầu Thuận Phước hả chị? Dạ. À, chị gật đầu rồi kìa. Ok, thì bây giờ hả, bà B sẽ nhờ chị bên đây để đưa cái menu cho mình lựa món cho mọi người. Ui. Dạ, dạ cảm ơn chị. Ủa, ở đây chắc là nhiều món lạ lắm luôn á anh. Đây bây giờ bà V sẽ thử review cái menu của chúng ta nha. Ở đây có dĩa phô mai tổng hợp. Wow. Dĩa phô mai tổng hợp hả? Vậy là cái gì cũng toàn phô mai hả anh? Chắc vậy quá. Ê nè, thấy phô mai quá trời luôn. Ui có rau xanh xà lách kết hợp đặc biệt. Gỏi bữa trộn tôm á trời. Súp tôm da nè mọi người. Súp kem cà chua, súp kem bí đỏ, phở truyền thống. Ý, trong đây tôi phở 70.000. Ôi nhưng mà công nhận luôn mọi người, ở đây là nhà hàng 5 sao nha. Nhưng mà Vi thấy giá rất là ok, cũng không đến nỗi mắc luôn. Yeah. Đó, cháo à, chỉ có 50k thôi. Súp cua phở thì có 70k thôi. Ồ, súp cua có 60.000 à. Ôi. Thôi thôi, bây giờ kiếm cái gì ăn đi, tôi đói bụng quá, kêu đại đi. Ok, ok, bây giờ mọi người đợi là bác kêu món nha. Sẽ đem ra coi món nào đặc biệt của chúng ta. Ôi thì hôm nay bà V sẽ quyết định ăn cái món này nè mọi người đó. Đố món nào? Đây, Vi ăn cái món cơm chiên Indo nhé, rất là lạ luôn. 180k thôi. Hôm nay bà V chơi sang, trời ơi, vô nhà hàng 5 sao, ăn đồ 5 sao là có khác. Ủa gì trời, em cho anh ăn cái gì vậy? Anh ăn mì trứng nha anh ừ. Hả? Mì trứng xào hải sản ngon mà. Ủa, tự nhiên ở nhà tôi ăn mì nhiều rồi, tự nhiên giờ đi đây bắt tôi ăn mì vậy? Ăn mì đi, em thấy cái món này Việt Nam nè. Thôi kệ, mì trứng xào hải sản cũng được đi. A few moments later. Cơm của bà B ra rồi nè. Ủa, có khuyến mãi thêm trứng canh nữa hả chị? Ui, của anh cũng ngon quá luôn kìa. Wow, đúng là nhà hàng 5 sao nha mọi người, rất là xịn sò luôn. Đây, bà V đó. Bà cơm trong đây cũng có khác hơn người thà. Ừ, cơm biết nơi mọi người, chỗ cái trứng chiên tròn dữ bà nói. Ê bà V, hồi nãy anh thấy cái này nó giống y chang như trong cái menu luôn á. Ừ, y chang nè. Y chang cái hình luôn. Yeah. Nè, cái này là gì ta, cái cây này lạ quá à. Đây chắc là thịt nướng rồi. Ừ, mình phải ăn thử mọi người ơi. Đây, bà V sẽ ăn thử miếng cơm nha mọi người. Ôi ngon quá, còn có nước chấm nữa nè B. Đúng rồi, cái này á là chắc là để chấm tôm với lại chấm cái thịt nè anh. Còn cái này á là người ta có mực với lại hải sản sẵn cho mày luôn. Ôi. Ừ. Ngon không? Ngon, cái vị nó vậy nè mọi người, nó hơi cay cay chút xíu nha, như kiểu của Thái vậy á. Yeah. Nhưng mà hẳn cái cơm nó rất là vừa miệng luôn, nó không có bị đắng đắng nha. Ê, anh mới phát hiện ra cái dĩa giống như hình con sò vậy đó B. Ừ, con sò biển. Thì bà V sẽ thử xem cái cây này là cái gì ha. Tức là thịt của cái con gì rồi. Ủa, cái này mình chấm nước chấm nha mọi người, đó. Ui. Sao vậy? Ừ, như cái ngớ miếng thịt mà nè. Cái này thịt gà anh ơi. Nhưng mà hẳn chấm với cái này á, nó có kiểu như là nó có tỏi với lại một chút giống như tương đen vậy đó. À thì á hả, Vi quên nói cho mọi người biết đó là một phần cơm Indo này của chúng ta nha, thì sẽ có một phần cơm xào hải sản nè, với lại một cái trứng ốp la chiên, thêm một con tôm đó mọi người, đó một con tôm bự là bự luôn, với lại hai cây gà chiên à, rất là ngon. Và hai cái bánh phồng tôm nữa. Ừ đúng rồi, tặng kèm theo cái này súp nè mọi người, không biết cái này súp gì ha, mà Vi sẽ thử nếm nha. Ôi nóng hỏi mọi người, cái này là cái canh súp á của dền của mình hay ăn á anh. Tức là canh gà đó, từ cái thịt con gà này nè, người ta nấu cái chén canh cho bà Vi. Kiểu á em cảm giác là nó rất là đậm đặc luôn chứ nó không có bị lạc lạc. Yeah. Rất là ngon. Nói chung á thì món ăn của khách sạn 5 sao là đỉnh cao rồi mọi người, khỏi cần bàn tán luôn. Thôi bây giờ bà Vi tập trung ăn uống đi, để chiều chúng ta sẽ review một cái nơi đặc biệt để cho mọi người xem ha. Nhớ đợi bà Vi nè, ok. 3 hours later. Hey, sáng giờ ở vòng vòng trong khách sạn 5 sao này quải ghê luôn á mọi người. Coi nè, đó nhà rất là cao luôn, hai bên luôn. Cái khách sạn này nó bự giống như là cái chung cư vậy đó. Trời ơi, ở đây tôi nhìn xuống này có chóng mặt ghê không. Ồ quá trời luôn, ở bên đây tôi nhìn qua là thấy là đó là thành phố của Đà Nẵng nè. Trời ơi, mọi người vô coi bà B nè.
Trời ơi, giờ này mới còn ngủ nữa nè. Trời ơi, cái bà Vê này là lần nào mà làm thử thách 24 giờ bà cũng ăn với ngủ, ăn ngủ không biết là tôi sợ bà luôn á, phải làm cái gì review cho mọi người xem chứ. Vậy đi bà Vê ơi. Vê. Trời ơi, vậy đi. Anh biết cái khách sạn này nè, có cái hồ bơi vô cực 5 sao luôn, giác vàng luôn, nằm ở trên không. Đi coi thử đi. Cái gì vậy cái hả? Thiệt. Giác vàng luôn. Đúng rồi. Wow, ok, bà Vê đã thay đồ xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lót lên hồ bơi để bơi review cho mọi người xem thử. Cái hồ bơi có anh Đức nè. Mọi người đồ này đi cho nó dễ thương. Ủa, hai đứa mình sao có hai chiếc dép hình hai con tôm hùm đẹp quá vậy? Dạ trời, đi biển cái lộn, đi hồ bơi cũng có tôm bơi bơi bà nội ơi. Thôi đi thôi, nói nhiều quá. Xí xí anh ơi, anh đang nghĩ sao nặt cái bộ đồ này nhỏ, cái này là cái đồ đi tắm nè. Thôi có sao đâu, đại đi, chứ không lát mình gió lạnh lắm. Dạ, hả? Lót ra mọi người ơi. À, bây giờ mình sẽ đi ra nha. Đó, bây giờ bà Vê sẽ lết lên thang máy nha mọi người. Vô đây làm gì? Quẹt thẻ. Good. Tầng 29 là hồ bơi nha mọi người. Trời ơi, có hai ông bà là đi. Trời đất ơi, sao bộ đồ em không liên quan ta? Trời ơi, bộ đồ này nhìn nó mới sang chảnh được em. Không, cái bộ em nè, màu xanh, màu vàng, màu cam. Kiếm màu hồng. Ủa, ai biết? Ủa, làm sao phối kỹ ta? Không kệ đi. Cho nó màu mè ha anh ơi. Ủa, lớp ra mọi người ơi. Tội nghiệp hai anh tôm mọi người, người ta không cho đem xuống nước. Giờ mình lết chứ. Ôi, ở đây buổi tối là có bà Ti ba lúc đó anh. Ghê hồn quẩy quẩy gì. Trời ơi, lên trên không mà quẩy chắc chóng mặt lắm á. Chào anh. Chào anh. Wow, cái hồ bơi này đẹp quá vậy ta. Cái hồ bơi này hồ bơi vô cực á mọi người. Nhìn ra có thể thấy view biển, view cầu và view thành phố luôn. Ủa, vậy ra giống như là hay gì ở dưới. Hay gì ở dưới người ta tắm biển gì, mình không tắm biển dưới, mình tắm biển ở trên đây. Đúng được, ý này nước ngọt anh ơi chứ phải biển anh ơi. Ủa vậy giờ để đổ đâu vậy bà Vy? Trời ơi, cái cầu thang chắc vàng luôn trời. Trời đất ơi, ghê không? Sang chảnh liền mà nói ơi. Quá thì bà Vê hiện tại đang có mặt tại hồ bơi giác vàng 5 sao nha mọi người. Đó thì ghê không? Bên đây hả? Bên đây hình như là cái gì Sơn Trà đó anh. Bán đảo Sơn Trà. Thì cái đảo đó chắc người ta bán rồi, kêu bán đảo gì đi. Ủa gì vậy? Bán gì? Ảnh cười kìa, giờ qua hỏi ảnh đi. Ủa anh bán đảo Sơn Trà là sao anh? Sơn Trà hồi đó là đảo Sơn Trà. Cái tên là Sơn Trà thôi. Tự nhiên hỏi tôi bán đảo Sơn Trà sao tôi biết? Khu vực này là khu vực Sơn Trà. Ôi ghê. Ôi cái hồ bơi này đẹp ghê mọi người. Ghét dạng thấy ghê không? Ui. Lấy xà beng nãy lên đi bà Vê. Cào ra được không? Cào hốt miếng. Thấy không trời đất ơi, nhìn bà Vê nè, ở trên đó thì mắt kiến màu hồng, còn cái áo thì màu xanh, rồi đó là cái này thì cái quần này màu vàng. Cái này là màu dứa bà ơi, trái dứa không thì chứ màu vàng gì. Ủa cái máy này xuống đó được không? Được sao không? Máy xịn mà. Máy mà nội ơi. Đang trời đang nóng chạy ra đây hai đứa tắm xong lát bệnh luôn. Trời ơi, công nhận đây hồ bơi vô cực nè. Quá trời đẹp luôn. Nhìn như cái kiểu lạ hả? Mình đang bơi ngoài đường. Mình đang bơi ở trên trời vậy đó. Mình không phải là người thường đâu, mình là chắc là thần tiên ở đâu rồi. Đúng rồi, bơi đây là bơi trên 8 tầng mây rồi. Quá. Đây mọi người ơi, đã xuống hồ bơi nên bà Vê hả thấy tượng cảnh hơn cái thành phố Đà Nẵng nhiều qua đây nè mọi người. Đó, mình ngồi đây á mình có thể thấy tượng cảnh luôn nha. Ui, rất là đẹp luôn. Ở dưới là biển dữ bà nội. Rồi bơi nha, con bà Vê bơi nha mọi người. Còn cái gì á, bơi ốc hả bà? Còn cái gì á, bơi ốc hả bà? Trời ơi, mát quá mọi người ơi. Mọi người thấy bà Vê bơi có đẹp không? Đó, bây giờ nó sẽ bơi mọi người. Bây giờ bà Vê quên giới thiệu nữa là đằng sau lưng bà Vê nha là ở phía bên đây là nguyên một cái thành phố Đà Nẵng luôn, rất là xinh xẻo. Còn phía bên đây nè mọi người là gì là đèo Hải Vân. Đèo Hải Vân đúng không? Là đèo Hải Vân.
đèo Hải Vân nha mọi người đó. Còn phía mé bên đây nữa đó là bán đảo Sơn Trà. Ủa cái bán đảo đó bán trà hả anh? Thôi chạy về hỏi chị Google đi. Vậy đi. Nói chứ thì hôm nay bà V đã hả dẫn mọi người dạo quanh cái khách sạn Giác Vàng ở đây rồi. Mình ăn những món năm sao nè, mình cũng tắm hồ với năm sao luôn, rất là đã luôn, xịn xò. Nên V cũng xin kết thúc clip tại đây luôn ha. Nếu mọi người thích clip này á thì nhớ cho bà V một like và một subscribe nè. Nhấn cái chuông để nhận thông báo mỗi khi V ra clip nữa. Đừng quên là các bạn Facebook với tôi nha. Facebook là Nguyễn Thành TV nè mọi người. Kết bạn đi để chúng ta tương tác với nhau hàng ngày chứ nghĩ chơi. Còn bây giờ thì bye bye, bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người clip tiếp theo. Yeah.